Ngày 25 tháng 4, thông tin từ Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Đầm, 45 tuổi, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang về tội gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 3 tháng 1, bà Đầm đi cùng mẹ nuôi là bà Nguyễn Thị Loan đến Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành để giải quyết vụ án tranh chấp yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài sản, vụ án có bà Loan là bị đơn. Tại đây, bà Đầm đến hỏi thẩm phán lý do mời bà Loan và lý do đo đất của bà Loan. Thời điểm này, bà Đầm chưa được bà Loan ủy quyền trong vụ án dân sự này mà chỉ ủy quyền trong vụ án khác đã được giải quyết xong trước đó. Bà Loan và bà Đầm nói chuyện với thẩm phán được vài câu thì bà Đầm có lời lẽ lớn tiếng nên thẩm phán mời họ ra về. Bà Đầm không ra về mà la lối, chửi lớn tiếng bằng nhiều lời lẽ thô tục, đồng thời dùng tay chỉ vào mặt thẩm phán, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của thẩm phán, gây mất an ninh trật tự tại tòa. Dù được cán bộ bảo vệ đến nhắc nhở nhưng bà Đầm không chấp hành mà vẫn tiếp tục chửi, kéo dài khoảng 4 phút. Bà Đầm còn tự dùng điện thoại di động quay lại sự việc. Tại thời điểm trên, trong phòng có nhiều cán bộ khác đang làm việc, đối diện là phòng xử án đang diễn ra phiên tòa xét xử vụ án hình sự. Khi rời khỏi phòng làm việc của thẩm phán, trên đường đi từ phòng đến cổng tòa án, bà Đầm tiếp tục chửi lớn tiếng. Trước đó, ngày 23 tháng 12 năm 2023, thư ký tòa thực hiện tống đạt các văn bản tố tụng và giấy mời cho bà Loan liên quan đến vụ án dân sự trên nhưng bà Loan không nhận. Khi thư ký đến Ủy ban Nhân dân xã làm thủ tục niêm yết thì bà Loan kêu Đầm đến Ủy ban Nhân dân xã xem giúp. Sau khi được thư ký đưa xem thông báo thụ lý thì bà Đầm xé bỏ, ném vào người thư ký.